Thưa quý vị, sáng nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức lễ dân hương dân hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, Bảo tàng khu 5. Về phía Trung ương có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, Trung tướng Nguyễn Văn Cấu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Về phía thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Trong không khí trang nghiêm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân và các đại biểu trong đoàn đã dành phút mặc niệm, dân hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện suốt đời phân đấu, hy sinh cho lý tưởng cộng sản. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đến dân hương, dân hoa, thắp nén tâm hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ đi trước đã hy sinh, công hiến cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng lực lượng vũ trang quân khu. Đây là một trong những hoạt động trong chương trình lễ trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu 5. Qua đó tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, ý chí kiên cường bất khuất của quân và dân Khu 5 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân các tỉnh khu 5 nói riêng và cả nước nói chung.